Đâu lần bắt tụ bù bù bù. Nếu như một cái này bắt tụ bù bù. Mời quý vị sẽ cùng xem. Lâm Vy. Bật lên trên màn hình nó chạy. Lâm Vy. Bây giờ muốn kiểm tra số là số mới tối không ấy, thì chỉ có cách là kiểm tra xem nó có chia hết các số nào ngoài một và chín nói không. Và các số này là các số nhỏ thì như vậy là phải kiểm tra cho các số mới tối bé hơn mà nó nằm trong và chỉ có quá nhiều số thì như vậy là thời gian thực hiện giải trí sẽ khoảng thực hiện vài nghìn phép tính. Nếu như bạn không đấy, cái nếu mà tôi sẽ nghĩ ngay là tôi làm tôi rất thủ công, tôi cố gắng nghĩ thật nhanh. Lần đầu tiên là cố gắng hết số xanh, đấy là từ khóa đầu tiên. Lần thứ hai tôi hết số hồng, lần thứ ba tôi hết số còn lại. Sau đó tôi sẽ thực hiện khoảng vài nghìn phép tính cho mỗi cái phần ba đấy. Nhưng cái thứ ba là cái này mà tôi khẳng định một điều là tôi không thể nào làm được, đấy là cho dù có tìm được ba cái phần ba thì có hết từ phần ba đến thành cái ba không hồng là chuột. Em ơi, bạn có thể hiểu hết thì mọi người là nghe sa sa chưa dừng lại ở đó. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra với ban tổ chức này. Lại một thêm một cái gọi là số gây nhiễu đa đa số nguyên tố làm cho bạn bị nhiễu loạn thừa quý vị, mất rất nhiều thời gian để lọc như thầy nói là số này nguyên tố hay là không nguyên tố. Lâm Vy.